Đây là bạn Lâm Lý Hiền và Lâm Lý Hậu. Đó, tôi chỉ đại chứ tôi không biết ai. Dạ em tên là Lâm Lý Hiền. À, em Lâm Lý Hậu. Hiền là anh đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đó, bây giờ hai anh em đó, giờ sao nhân phân biệt đi trời. Em thấy hình như là bạn Lâm Lý Hiền á, Hiền hơn bạn Lâm Lý Hậu cũng hiền. Vậy chả lẽ bạn Lâm Lý Hậu có hậu hơn bạn Hiền? Hai bạn đều có hậu hết. Bạn để ý là bạn Lâm Lý Hiền á là đeo lắc vàng 4 số 9 bên tay trái. 4 số nà đàn gái kỹ nha, có 4 số 9 bên đây nè. Mắt nhãn thần mà thấy không? Còn bạn Lâm Lý Hậu á là đeo vàng 4 số 9 bên tay phải. Nhưng mà hai bạn mặc đồ giống nhau nữa. Sao phân biệt trời, chỉ qua cái lắc thôi hả? Rồi lỡ rối quá, nhanh quá làm sao phân biệt ta? Không anh biết sao không, tại vì bây giờ bà hai bạn đeo lắc á, em phải nhìn, em phải biết bên nào bên trái là phải mất công lắm. Tháo đưa trung giữ giờ mình giám khảo. Giám khảo, vai trò giám khảo ngày hôm nay rất quan trọng. Hãy đón xem tập 6 Bí ẩn song sinh phát sóng vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.